Nguyễn Quang trân trọng kính chào quý vị và kính thưa quý vị, trong những tuần lễ sắp tới, thời gian cũng rất là gần, thì ở tại thành phố của chúng ta cũng như là các tiểu bang trong Hoa Kỳ luôn phải không? Sẽ có một cuộc bầu cử, và kính thưa quý vị, một nhân vật mà chúng ta lúc nào cũng gặp trong những mùa bầu cử, trong những sinh hoạt đó rất là quen thuộc, mà cái tên cũng rất là lạ mà làm cho chúng ta không thể nào quên được, đó là chị Du Hạ. Dạ, Du Hạ xin lời chào đến chị và Du Hạ cũng xin lời chào đến quý khán thính giả của đài Able TV. Dạ, kính thưa quý vị, năm nay thì những ngày bầu cử sắp tới, không biết là có cái gì đặc biệt hay không thì chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi những tin tức mà chị Du Hạ sẽ gửi đến quý vị. Dạ thưa chị và cũng như thưa quý khán thính giả, như quý khán thính giả cũng biết là ngày mùng 8 tháng 11 sắp tới thì tại toàn quốc Hoa Kỳ chúng ta sẽ có một cuộc tổng tuyển cử và chúng ta sẽ bầu chọn cho một vị tổng thống tương lai của Hoa Kỳ. Nhưng mà ngoài chức vụ tổng thống đó thì riêng tại tiểu bang Texas của chúng ta nói chung và tại quận hạt Harris nói riêng thì chúng ta còn có thể bầu cho những cái chức vụ khác, ví dụ như những chức vụ như là thượng nghị sĩ của liên bang, những cái chức vụ dân biểu của liên bang đại diện cho chúng ta trên DC, hoặc là những cái chức vụ về thượng nghị sĩ của tiểu bang hoặc là những cái dân biểu của tiểu bang, mà những quý vị đó là đại diện tại những cái khu vực tại địa phương này mà là tiếng nói của chúng ta tại trên thủ phủ Austin. Thì khi mà quý vị đi bầu, tại vì Du Hạ cũng biết có một số quý vị bảo năm nay bầu cử tổng thống mà bây giờ tôi không thích những cái ứng cử viên bầu ra tranh cử tổng thống năm nay thì tại sao tôi phải đi bầu. Thưa quý vị, bởi vì trong lá phiếu không hẳn chỉ có chức vụ tổng thống hoặc là phó tổng thống, mà ngoài những chức vụ như Du Hạ nói là thượng nghị sĩ liên bang, dân biểu liên bang, thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas hoặc là dân biểu tiểu bang Texas, thì tại địa phương của chúng ta còn có những cái chức vụ, những cái chánh án của khu vực, những cái chánh án mà giữ những cái chức vụ quan trọng tại địa phương này. Hoặc là nếu như quý vị có con em đang đi học tại những cái khu học chánh thì chúng ta cũng có những cái chức vụ ủy viên quản trị tại những cái khu học chánh trong khu vực quý vị đang cư ngụ, họ cũng ra tranh cử, hoặc là có những cái dự luật về trái phiếu để những cái khu học chánh đó họ có thể xây dựng hoặc là sửa sang những cái trường học. Thì cho nên Du Hạ cũng xin mong mỏi quý vị hiểu rằng khi chúng ta đi bầu trong cuộc tổng tuyển cử năm nay, không hẳn chúng ta chỉ bầu cho một chức vụ mà chúng ta có thể bầu cho rất nhiều chức vụ trong đó. Cho nên nếu như quý vị đã ghi danh rồi thì Du Hạ cũng mong mỏi quý vị đi bầu cho thật đông đủ. Còn nếu như quý vị chưa ghi danh thì quý vị vẫn có thể ghi danh trong đợt này. Cảm ơn Du Hạ rất nhiều. Kính thưa quý vị, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu là nếu muốn đi bầu thì trước hết chúng ta phải làm gì? Dạ vâng, thưa chị, thì có lẽ chị và một số quý khán thính giả cũng đã biết là khi mà chúng ta vào công dân Hoa Kỳ đó thì một trong những cái quyền lợi đầu tiên mà chúng ta trở thành công dân Hoa Kỳ là chúng ta có quyền được đi bầu cử. Mà dĩ nhiên khi quý vị muốn đi bầu cử thì quý vị phải ghi danh để lấy thẻ cử tri trước, bởi vì có một số quý vị lầm tưởng là khi mà quý vị vào quốc tịch xong rồi đến ngày bầu cử mình cứ việc mang cái bằng lái của mình hay là mình tự động mình đến phòng phiếu. Dạ thưa không, khi mà quý vị vào quốc tịch Hoa Kỳ rồi thì quý vị phải hội thêm những cái điều kiện khác, là thứ nhất phải trên 18 tuổi, thứ hai nữa là quý vị không phạm một cái tội nghiêm trọng nào hết, và quý vị đã có công dân Hoa Kỳ thì quý vị đã hội đủ điều kiện để ghi danh đi bầu. Và nếu như quý vị muốn ghi danh thì quý vị có nhiều cách. Thứ nhất là quý vị có thể ghé những cái thư viện, những cái bưu điện, hoặc là tại những cái nhà thờ Việt Nam hoặc những cái chùa Việt Nam, hoặc là nếu như quý vị ghé những cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng của Việt Nam, ví dụ như văn phòng cộng đồng hay là văn phòng bộ People SOS hay là những cái làng hiệp lực, những cái làng tre ví dụ, hay là những cái làng Việt Nam ở gần phi trường Hobby, thì Du Hạ đều có để những cái đơn ghi danh cử tri bằng tiếng Việt ở đó cho đồng hương của chúng ta. Còn nếu như quý vị không tiện ra những cái nơi đó để lấy những cái đơn thì quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với văn phòng bầu cử của Du Hạ qua số điện thoại 713-274-9557 hoặc 713-274-9604, thì Du Hạ hoặc là những nhân viên trên văn phòng, chúng tôi có nhân viên biết nói tiếng Việt tại văn phòng để hướng dẫn cũng như là giúp đỡ quý vị ghi danh. Hoặc là quý vị cũng có thể vào thẳng trang mạng của chúng tôi là harrisvotes.com, trong đó quý vị có thể in cái đơn xuống, điền đơn gửi lại cho chúng tôi cũng được. Và Du Hạ cũng xin nhắc là quý vị có đến ngày 11 tháng 10 là hạn chót để quý vị ghi danh nếu như quý vị muốn đi bầu trong năm nay. Còn như những quý vị nào đã từng ghi danh rồi mà đã từng đi bầu rồi đó, hoặc là trong thời gian vừa rồi quý vị chưa thay đổi địa chỉ thì quý vị vẫn phải ghi danh lại. Còn nếu mà quý vị ghi danh rồi, đi bầu rồi thì quý vị không cần phải ghi danh lại nữa, bởi vì mình chỉ cần ghi danh một lần mà thôi. Chỉ trừ những trường hợp nào mà quý vị thay đổi tên họ hoặc là thay đổi địa chỉ thì quý vị phải ghi danh lại để chúng tôi cập nhật hồ sơ cho quý vị. Còn nếu như quý vị đã từng đi bầu cho những năm vừa rồi thì quý vị không cần phải ghi danh lại nữa. Dạ, thưa Du Hạ, ở điểm này chẳng hạn như bây giờ, hồi nào tới giờ thì mình cũng đã có ghi danh đi bầu rồi và đi bầu tại cái khu vực của mình, nhưng mà bây giờ mình mới mua đi
cái khu khác, dạ, mà bây giờ mình chưa có kịp ghi danh gì hết, thì mình có thể trở lại cái khu của mình để mình bầu cử được không? Dạ thưa được, mà thêm một cái nữa là đôi khi chị hoặc là quý vị cũng không cần trở lại cái khu vực mà mình đã cư ngụ trong thời gian trước. Ví dụ như Dư Hạ, ví dụ như bây giờ từ giờ cho đến ngày 11 tháng 10 có một số quý vị sẽ mua nhà mới hoặc là thay đổi địa chỉ mà quý vị không kịp cập nhật hồ sơ trong cái hồ sơ cử tri của chúng tôi đó, thì quý vị vẫn có thể đi bầu, nhưng mà cách dễ nhất là quý vị đi bầu sớm. Bởi vì khi mà một khi quý vị đã là cử tri trong quận hạt Harris thì quý vị có thể đi bầu sớm ở bất kỳ một trong 46 địa điểm bầu cử sớm mà chúng tôi có trong quận hạt Harris, mà quý vị không cần phải giống như nãy chị có nói là phải trở lại cái khu vực mà quý vị đã ghi danh, không cần nữa. Mà bởi vì khi mà quý vị đi cập bầu cử sớm, chúng tôi mở cửa 12 ngày liên tiếp luôn, và quý vị có thể những cái địa điểm bầu cử sớm nào thuận tiện tiện lợi nhất cho quý vị thì quý vị có thể đi bầu. Bởi vì nếu đã ghi danh trong quận hạt Harris, quý vị đã là cử tri trong quận hạt Harris thì quý vị có thể đi bầu ở bất kỳ một trong 46 địa điểm bầu cử sớm trong quận hạt Harris đều được hết, cho nên quý vị không cần phải đợi đến đúng ngày mùng 8 tháng 11. Mùng 8 tháng 11 là cái ngày cuối cùng. Nếu như trong vòng bầu cử sớm từ ngày 24 tháng 10 cho đến ngày 4 tháng 11 là khoảng 12 ngày liên tiếp mà quý vị không đi bầu sớm được thì quý vị phải đợi đến đúng ngày 8 tháng 11 quý vị đi bầu. Mà nếu như quý vị đợi đến đúng ngày 8 là ngày bầu cử chính thức đó, thì quý vị ghi danh ở cái địa chỉ nào, ở cái khu vực nào, quý vị phải về khu vực đó để quý vị đi bầu. Yeah. Yeah. Như vậy thì kính thưa quý vị, nếu mà mình chưa có kịp mà đổi địa chỉ thì mình vẫn có thể bầu cử bất kỳ cái phòng phiếu nào mà chúng ta nằm ở trong cái quận Harris. Yeah. Như vậy thì cái trường hợp ai là những người được bầu bằng phiếu và bằng gửi thơ, cách gửi thơ? Dạ, chắc là chị cũng muốn đi bầu bằng thơ phải không? Dạ thưa, cảm ơn chị đã hỏi câu này, bởi vì có một số quý vị lớn tuổi, Dư Hạ biết là có một số quý vị không có phương tiện giao thông để đến phòng phiếu, hoặc là quý vị bận rộn, hoặc là có những cái bệnh tật, hoặc là có thể khó khăn để đến phòng phiếu trực tiếp đích thân đi bầu phiếu. Thì tại tiểu bang Texas nói chung và tại quận hạt Harris nói riêng, ngoài cái ngày bầu cử chính thức là ngày 8 tháng 11 và ngoài cái thời gian bầu cử sớm kéo dài 12 ngày từ 24 tháng 10 cho đến ngày 4, thì tất cả những cử tri nào đã 65 tuổi trở lên, đang bị đau ốm bệnh tật, hoặc là quý vị trong thời gian sắp tới có thể quý vị đi công tác xa, hoặc là có thể quý vị đi về Việt Nam đi du lịch cũng vậy, thì quý vị vẫn có thể được bầu một cái lá phiếu bằng thư, chúng tôi gọi là lá phiếu bầu khiếm diện đó, là chúng tôi sẽ gửi cái lá phiếu về tận nhà cho quý vị. Nhưng mà trước hết quý vị phải là cử tri trước đã, có nghĩa là quý vị phải ghi danh lấy thẻ cử tri rồi, và quý vị liên lạc với văn phòng của chúng tôi hoặc là qua số điện thoại 713-274-9557 hoặc 713-274-9604, hoặc quý vị cũng có thể vào thẳng trang mạng của chúng tôi là harrisvote.com. Trong đó chúng tôi có riêng một cái trang bằng tiếng Việt, trong đó có lá đơn bằng tiếng Việt luôn, cho quý vị có thể điền đơn tại đó. Và khi quý vị gửi cái đơn đó cho chúng tôi thì cái đơn nó màu bằng tiếng Việt luôn, mà nó có màu vàng vàng như này này. Thì khi quý vị gửi cho chúng tôi như vậy, chúng tôi nhận được cái thông tin của quý vị, thì chúng tôi sẽ gửi về lá phiếu về tận nhà cái địa chỉ nào mà quý vị muốn chúng tôi gửi về. Có thể có một số quý vị về Việt Nam thì quý vị có thể cho chúng tôi biết địa chỉ ở Việt Nam của quý vị cư ngụ. Dạ vâng, thì chúng tôi có thể gửi lá phiếu về tận Việt Nam cho quý vị. Hoặc là Dư Hạ biết có một số quý vị đi công tác ở Âu Châu hoặc là đi công tác ở những cái tiểu bang khác, thì quý vị có thể điền cái địa chỉ mà quý vị đang cư ngụ ở đó, và chúng tôi có thể gửi lá phiếu về tận đó cho quý vị để quý vị bầu, với điều kiện là quý vị phải cho chúng tôi biết những cái thông tin này. Hoặc là Dư Hạ biết có một số em học sinh, sinh viên đó, các em đi học ở xa, thì các em cũng có thể điền cái đơn này và chúng tôi gửi lá phiếu về tận trường cho các em, hoặc là về một cái địa chỉ nào các em đang đi học, thì các em vẫn có thể được bầu mà các em không cần phải lái xe về tận Harris County để bầu trong thời gian sắp tới. Cảm ơn Dư Hạ rất nhiều về những tin tức này. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin phép quý vị được tạm ngưng chương trình trong chốc lát. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi trở lại với chị Vương Hạ về vấn đề bầu cử năm nay.